Quý vị, mới đây Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang đã thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sông Tiền thuộc xã Bình Phước Xuân của huyện Chợ Mới và mỏ cát sông Hậu thuộc hai huyện Châu Phú và Phú Tân. Theo đó, mỏ cát sông Tiền có trữ lượng mời thầu là 2.372.500 mét khối. Công ty thương mại và dịch vụ TS Home tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ này sau khi chấp nhận chi hơn 2.800 tỷ đồng. Mỏ cát sông Hậu có trữ lượng mời thầu 1.449.000 mét khối. Công ty Phúc Thành Tân Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang trúng đấu giá với số tiền chi trả 272,8 tỷ đồng. Ông Trần Thanh Hải, chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, mỏ cát ở sông Hậu và sông Tiền của tỉnh này được đánh giá là lớn nhất ở miền Tây. Vì vậy, cát ở An Giang không chỉ phục vụ cho các công trình trong tỉnh mà còn được bán cho nhiều tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.